Quốc Cường hân hoan chào đón quý vị các bạn đang đến với chương trình Ca sĩ bí ẩn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai gương mặt rất quen thuộc đồng hành với Vũ Mạnh Cường trong chương trình Ca sĩ bí ẩn, đó là diễn viên Khải Như và ca sĩ Chí Thiện. Chào Khải Như và Chí Thiện. Dạ, Khải Như, Chí Thiện. Xin chào quý vị khán giả. Vui quá, chúng ta là chị Ngọc Hương Cài. Sao vậy em? Vui. Không, em vui là em bị dấp lắm. Thôi là bớt vui đi ha, tại vì chương trình đang còn cần cái sự lưu loát. Dạ. Với lại quan trọng hơn nữa là ngày hôm nay đội khách mời người ta lưu loát lắm. Vậy hả? Một người á là được mệnh danh là người tình tin đồn với diễn viên Khải Như. Người tình tin đồn hả? Wow. Người tình tin đồn. Làm tới 20 lần. Anh đang nói về ai? Đây cũng là một trong những người tình tin đồn của em. Còn một người là đã xuất hiện với vai trò là ca sĩ bí ẩn số 7 trong chương trình Ca sĩ bí ẩn rồi. Và chị ấy đã lừa mọi người một cách rất là ngoạn mục luôn. Em biết rồi. Mình phải giới thiệu liền cho mọi người để mà bà con người ta cùng biết. Đó là nghệ sĩ Kiều Anh. Người thứ hai đó là diễn viên Võ Đăng Khoa. Chào chị. Chào em. Em chào tất cả mọi người. Chị chào các em. Trời ơi, em nói với anh nè, đây là một người mà rất là yêu quý của em. Cho em xin phép chào quý vị khán giả. Em là Võ Đăng Khoa, biết hát, biết diễn, biết ca, giống con nhà người ta. Ô la la. Trời ơi, hay quá. Hôm nay là kiểu như Khải Như đã, người ta đã có tới 20 người tin đồn luôn mà. Nãy người ta đâu có nhớ, đau lòng không anh? Người ta đâu có nhớ em là ai đâu. Thiệt luôn. Và xin giới thiệu với mình, đây là người tình tin đồn mới của tôi. Trời ơi, thiệt luôn. Chị ơi, anh nhà chắc buồn lắm. Không, anh nhà không buồn. Ai mà đi nói cái chuyện không bao giờ xảy ra hết trơn. Nói thì tội nghiệp. Tụi em đâu có bí ẩn là tụi em khoe hoài mà không ai tin. Cặp đôi duy nhất công khai mà không ai tin. Thì đó. Còn giờ thì xin mời cả hai đội về vị trí của mình ạ. Đầu tiên thì mỗi đội sẽ được ban tổ chức gửi tặng là 10.000 điểm. Nhưng mà số điểm đó sẽ vơi dần nếu như chúng ta chọn nhầm ca sĩ là ca sĩ thật. Và với mỗi vòng như vậy thì nếu như chúng ta chọn nhầm thì bị trừ đi 2.000 điểm. Và cuối chương trình, đội nào còn số điểm cao hơn thì dĩ nhiên sẽ trở thành đội chiến thắng. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của 6 ca sĩ bí ẩn. Có những nỗi buồn hằn sâu trong mắt người, có những vết thương còn mang đến bao giờ, có những kỷ niệm mà anh đã cố quên để rồi chẳng thể nào quên. Em thấy người chúng ta đã yêu hay em quá vội vàng? Thôi chuyện chúng mình hãy xem như giấc mơ. Đã bao nhiêu rồi còn mãi như nỗi đau. Sao anh vẫn luôn còn em như quanh đây, đến bao giờ cho anh quên, đến bao giờ? Có khi nào anh yêu em đâu, chỉ là em mơ thôi. Tay ôi đau đau, tim đã vỡ tan rồi. Bỗng thấy khoe mi mặn đắng, dòng lệ cay cay. Chỉ cần riêng anh thôi. Em biết không, anh bây giờ
đầu từ khi em thấy người. Chúng ta đã yêu hay em quá vội vàng? Thôi chuyện chúng mình hãy xem như giấc mơ đã tan biến rồi, còn mãi những nỗi đau. Sao anh vẫn luôn còn thấy em như quanh đây? Đến bao giờ cho anh quên, đến bao giờ? Có khi nào anh yêu em đâu, chỉ là em mơ thôi. Ôi đớn đau, tim đã vỡ tan rồi. Bóng thấy khoe mi mặn đắng, dòng lệ cay cay. Vừa rồi là ca khúc Vẫn Yêu Một Người với phần thể hiện của 6 ca sĩ bí ẩn đêm nay. Xin mời hai đội chơi, chúng ta sẽ cùng đưa ra những phán đoán đầu tiên ạ. Xin mời đội khách mời. Em nói trước, em đẹp trai, em nói trước. Theo Khoa thì Khoa thấy từ đầu tới giờ là thật ra là mọi người đều là nhép hết. Nhưng mà về cái phong thái trình diễn của từng người thì chắc là đâu đó mình cũng nhìn được là ai đã từng đứng trên sân khấu nhiều rồi. Em thì em thấy chị mà số 4, số 5, số 6 và ba chị là phù hợp làm diễn viên hài hơn. Đang hát cái mình muốn nằm là mình nằm, mình muốn xỉu là mình xỉu. Ủa, ca sĩ người ta cũng có quyền nằm vậy. Nhiều khi nằm xuống lấy hơi nhiều hơn đứng. Còn bạn số 3 thì cho Khoa có cảm giác là ca sĩ nhiều nè. Bạn số 1, bạn số 2 cũng có vẻ là đã đi hát rồi. Đúng rồi. Đó là những phán đoán đầu tiên đến với đội khách mời. Còn đội chủ nhà thì như thế nào? Thì chỉ nhìn được hai bạn ở đây là bạn số 1 và bạn số 2, là hai bạn cứ đi vòng vòng cái bục, cứ đi vòng vòng cái bục rồi đổi chỗ nhau hát. Và khi mà hai bạn ngồi á thì hai cái nhân dạng của hai bạn nhìn khá là giống nhau. Lúc đầu là hai giống nhau thì cái cảm giác đầu tiên mà cho Thiện làm ca sĩ thì là bạn số 1. Bạn số 1 và ở số 4 thì Thiện nghĩ Thiện nhìn thấy có vẻ là chị rất là đam mê ca hát. Trong khoảnh khắc á thì thấy là chị diễn và chị còn chỉ những người khác diễn nữa. Thiện có thấy. Và bên nữ mà Thiện cảm giác là ca sĩ nhiều nhất đó là bạn số 6. Đó là những cảm giác ban đầu. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cược khởi điểm. Cược khởi điểm là mỗi đội chơi sẽ chọn ra một ca sĩ mà theo mình là chắc chắn là ca sĩ thật, và cược bao nhiêu ngàn điểm vào ca sĩ đó. Xin mời cược khởi điểm. Sao trời? Khó. Cái tập này là em thấy khó không? Không có gì. Không, chị thấy dễ chứ. Hai ca sĩ giơ tay giùm Khoa đi ạ. Đây là cược khởi điểm của đội chủ nhà. Và đây là cược khởi điểm của đội khách mời. Và bây giờ thì xin mời hai đội chơi, chúng ta sẽ tìm ra một ca sĩ bí ẩn mà mình nghĩ không phải là ca sĩ thật để loại. Và nhớ rằng là nếu như mình loại nhầm đó là ca sĩ thật, mình sẽ bị trừ đi 2.000 điểm. Trời ơi, gì ghê vậy. Và bây giờ thì chắc là xin mời ưu tiên cho đội khách, chúng ta sẽ chọn trước. Thôi để em gánh vác trọng trách này cho. Tại vì thật ra em thấy cô số 4 đứng lâu sẽ mỏi giò, nên em cho cô nghỉ ngơi. Thôi, cô lâu lâu cũng mới đến với chương trình thì đúng để rồi. Người ta có cơ hội người ta đi. Bây giờ em chọn loại bạn nam đi, để em chọn bạn nữ cho. Trời ủa? Ơi, trời ủa ơi. Gì cổ vậy? Ủa, tụi giờ... có quyền của tụi tôi vậy? Tự nhiên là nói hồi cái vụ vụ à? Thôi, gia đình em coi vậy chứ khó khăn lắm vậy ạ. Nạt dạ. Nội lắm vậy ạ. Dạ, như vậy là đội khách là quyết định chọn loại ca sĩ bí ẩn số mấy rồi? Số 3 mấy? Số mấy chị yêu? Số 5 đi. Ủa, ngộ à? Tại vì em thấy số 4, chị số 4 rất là có cảm tình. Em vẫn giữ quan điểm là em rất muốn nghe giọng của chị số 4 ngay lúc này. Và đội khách quyết định chọn loại ca sĩ bí ẩn số 4. Số 4. Số 4. Còn đội chủ nhà rồi, nó phải may riêng.
thấy chưa, bên kia dụ mình đó. Số 2 hả? Số 2 đi ha. Dạ, tụi em quyết định lựa chọn loại ca sĩ bí ẩn số 2. Đội chủ nhà quyết định chọn loại ca sĩ bí ẩn số 2. Như vậy, chúc mừng cho ca sĩ bí ẩn số 1, số 3, số 5 và số 6 bước tiếp vào vòng trong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần lộ diện của ca sĩ bí ẩn số 2. Khi anh đưa mắt nhìn em ôi, qua tấm gương, ta đã gặp nhau. Bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao. Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng? Anh nhớ em, anh nhớ em. Miên man bên trang thư tình bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lặng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao. Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng? Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lặng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em
vào lòng. Và đó là ca sĩ bí ẩn số 2. Quá đẹp. Sao loại người ta? Giống như là vậy. Chị nói em nghe, chị nói thôi, có lẽ chị em mình ít gặp lại. Nhưng thật sự hồi nãy, trong lòng chị và chị có nhiều chuyện với Khoa là em là ca sĩ. Cho nên chị đâu có loại em, người ta loại em. Dạ, bây giờ thì chắc là ca sĩ bí ẩn số 2 hãy chia sẻ với mình. Je m'appelle Lan. Je suis étudiant en France pendant quelques années. Donc j'ai vécu en France pendant quelques années, j'ai fait mon master, mon doctorat. Là-bas. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'être ici. Dạ, dạ. Anh có thể dịch cho tụi em được không? Em không thấy. Mình tên là Long. Mình rất là vinh dự được có mặt ở đây. Mình từng làm master và làm tiến sĩ ở tại Pháp. Và đã tham gia hát rất là nhiều ở bên Pháp. Cái tiếng Pháp nghe nó quyến rũ. Dạ. Vậy thì điều gì ở ca sĩ bí ẩn hấp dẫn anh để anh quyết định tham gia? Thực sự mà nói thì đối với Long, chương trình ca sĩ bí ẩn là một cái chương trình rất là hấp dẫn. Long theo dõi rất là nhiều trên truyền hình và may mắn gần đây thì biết được là có một cái đợt casting. Và đối với Long thì sẽ là một điều rất may mắn nếu mà được đứng ở đây tham gia cái chương trình này. Cảm ơn anh đã dành rất là nhiều tình cảm với ca sĩ bí ẩn như thế. Bây giờ anh hãy nói là tôi đến với ca sĩ bí ẩn với vai trò gì? Xin mời anh. Tôi tên là Duy Long. Và tôi đến với chương trình ca sĩ bí ẩn với vai trò là doanh nhân. Tôi là một người kinh doanh trong lĩnh vực golf, là nhà sáng lập và là chủ tịch của chương trình Miss Golf Việt Nam. Dạ, nãy anh đọc tiếng Pháp là em nhớ cái tuổi thơ của em. Hồi xưa em học song ngữ á. Wow. Nhưng mà sau đó thì em trả nợ tình xa hết. Em chỉ còn nhớ là Je m'appelle Khả Như thôi. Enchanté. À vous voir aujourd'hui. Hay quá à. Dạ. Và cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Em tin rằng là với bước đường đi của anh, dù cho anh có trở thành doanh nhân thành đạt như thế nào đi chăng nữa, thì âm nhạc vốn dĩ là một phần không thể thiếu cho con người của anh rồi. Tại vì cái cách anh hát rất là thông dong, rất là bản lĩnh khi mà bước ra sân khấu như một người nghệ sĩ luôn á. Cảm ơn MC rất là nhiều. Tiếng Pháp có một câu rất là hay, đó là La vie en rose. Long xin chúc cho hai đội chơi, cho MC, cho ekip và khán giả ở đây cũng như là khán giả truyền hình luôn luôn có một cuộc sống màu hồng. La vie en rose. Yeah. Cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn đã cho Long có mặt ở chương trình ngày hôm nay. Yeah, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón phần thể hiện của ca sĩ bí ẩn số 4. Luôn những số
sắc cầm đừng lớn vậy. Tiếp nguyện cho chàng, nguyện cho chàng đăng cử bình an, bao trở lại gia đàn, cho yêu nhang nghỉ đôi, bao trở lại gia đàn, cho yêu nhang hiệp đôi. Dạ, chào cô. Cảm ơn vũ đoàn Đi Flow. Trời ơi, đẹp quá chị. Wow. Đẹp mà hát hay, hay quá, ca hay quá. Giọng khỏe nữa. Dạ, lão làng trong nghề mà. Dạ, thực sự thì Kiều Oanh cũng biết cô là một nghệ sĩ kỳ cựu của cải lương. Dạ, hồi nãy thì thật sự lúc mang mặt nạ thì không có nhận ra. Dạ. Không nhận ra đâu, nhưng khi hát thì ố. Thì tại vì đọc thông tin về cô cũng khá lâu rồi. Dạ dạ. Dạ, cho nên là một lần nữa Kiều Oanh cũng giống như các em ở đây, cũng giống như chương trình, xin chân thành cảm ơn cô đã tham gia vào chương trình của ca sĩ Bí Ẩn ngày hôm nay với tư cách là một nghệ sĩ cải lương gạo cội. Dạ, xin cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Dạ. Chắc là Cường xin được giới thiệu về cô một chút xíu. Cô là nghệ sĩ Kim Cúc. Dạ, dạ. Cô sinh năm 1942. Cộng trừ giùm em đi cộng. Là năm nay là 82 tuổi rồi. Oh, hát còn ngay quá trời. Mà đẹp. Dạ. Ơi, cô còn ơi. Đẹp quá à. Thiệt sự luôn. Quá đẹp. Dạ, cô chia sẻ chút xíu cho tụi con trò chuyện với cô ạ. Dạ. Dạ. Kim Cúc á đi hát từ năm 15 tuổi. Wow. Mà thầy á là ông Sáu Lầu ở Bạc Liêu. Nghệ sĩ Cao Văn Lầu, cô nhạc sĩ. Dạ. Lúc đó là lúc cô mới 8 tuổi thôi, là cô ông Sáu Lầu ổng đờn cây đờn cò là cô ca 6 câu à. Wow. Mà cây đờn nhị huyền đó là khó ca nhất. Dạ dạ. Cô học cái nghề này á 3 năm 6 bắc 7 quán, văn thiên tường tứ đại phụng hoàng giang nam, 200+ bản nhỏ. Dạ. Là cô đành hết. Hồi đó là cô vừa tập đi hát đó là đoàn hát của bà Năm Thanh Thu Ba. Dạ. Tiếng chuông đó. Dạ dạ. Rồi sau mới đi qua đoàn Bảy Cao, sau mới đoàn Dạ Hương, Hương Dạ Thảo Phương Bình. Dạ. Và đó là công ca 1 triệu bạc. Ôi dạ. Thời đó là dữ dội đó. Hồi đó là đặt cô là chim quả mi. Một thời gian đó là cô đi hát rồi là năm 75. Yeah. Cô về quê có gia đình ở Cà Mau đó, thành cô giải nghệ, nhưng mà có văn nghệ ở tỉnh nhà cô cũng vẫn đi. Đi viết rồi thi hết, mấy ông ban giám khảo nói thôi chỉ có bà lên bà ngồi đó thôi chứ có còn điểm nào đâu chấm bà nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Đỉnh cao rồi. Quy chương vàng, quy chương bạc mà chiếm hạng nhất hết trơn rồi lấy gì. Dạ. Yeah. Thành thử ra là mình đam mê cái nghề, cái gì bỏ được chứ cái nghề nghiệp không bỏ được. Dạ. Yeah. Yeah. Mà không bao giờ quên được bài bản, không bao giờ quên được. Oh, dạ, trời ơi, tuyệt vời. Dạ. Dạ. Không bao giờ quên được. Ừ. Dạ. Mà cô biết sao không? Khi mà cô bước ra sân khấu á, cô y chang là mới có khoảng 18 đôi mươi thôi hả? Đúng rồi. Trời đó. Cái thần sắc là dạ, đúng, đúng. Trẻ trung vô cùng luôn. Tại vì cái giọng hát với lại cái sắc mặt, cái yêu nghề của cô nó khủng khiếp quá. Nên dạ. Là rồi từng mất. Cái kiểu mà ca ra bộ chị. Chính xác, đẹp quá. Thì đẹp cái sang trọng mà đẹp mà từ tốn rồi. Dạ. Cô ơi, vậy thì con mạo muội xinh một cái này nha. Là con biết là giờ cô 80+ tuổi rồi, nhưng mà sức khỏe cô còn tốt lắm. Cô có thể tặng cho tụi con một câu ca cổ dài. Dạ. Hơi được không cô? Dạ được. Dạ. Wow. Cảm ơn cô. Tuyệt vời. Con đợn dây xề đi con. Trời ơi. Rồi, dây xề là quý vị trong cải lương là dây xề là dây cao nhất, là giọng cao nhất. Dây thường là dây đào thường, còn đây dây xề là chồng lên luôn. Trời ơi tuyệt vời. Dạ bây giờ Kim Cúc còn hơi, còn sức khỏe,
để cống hiến cho các em, các cháu. Ở đây câu vọng cổ: yêu và khổ. Wow. Yêu và khổ không sang gan sắc, yêu vui rất ít mà khổ vương nhiều. Dù cho em biết thế mà em vẫn cứ yêu, yêu chốc lát để rồi khổ sầu gian kiếp. Thở của em trong trắng như làng lúa bạch, nghe tiếng yêu là ngây ngất cả tâm. Xoan điện ngọc nó em đềm thân lắm lùa nhung tơ, đem dù trụ cần vàng đổi tình em không đổi. Có sung sướng nào hơn sung sướng đang yêu? Yêu đố hồn em ngủ say trong mộng son, mãi chập chờn trong say đắm. Hay quá, hay quá, tuyệt vời vô cùng. Đàn hay quá, giọng khỏe vô cùng. Trời ơi, quá chừng luôn á cô. Càng đánh là càng hát đó nha. Còn nói thật là còn hát. Cảm ơn cô rất là nhiều. Nội lực của cô quá chừng cô ơi. Tôi là Kim Cúc ở Bạc Liêu. Giải nghệ đã lâu, tôi đến với chương trình với vai trò là nội trợ. Rất là cảm ơn cô đến với chương trình ngày hôm nay. Và tụi con chúc cho cô ha luôn dồi dào sức khỏe nè, luôn giữ cái ngọn lửa mà mê ca hát, mê nghệ thuật vậy. Tại vì nó sẽ giúp cho cô khỏe hoài luôn. Dạ dạ, dạ. Như vậy là qua vòng đầu tiên thì cả hai đội chúng ta, đội chủ nhà và đội khách, đều bảo toàn số điểm, đó là 10.000 điểm. Tuy nhiên số điểm này sẽ thay đổi như thế nào, chúng ta sẽ cùng được biết sau ít phút dành cho quan cảm. Xin chào đón quý vị, các bạn đang quay trở lại với chương trình Ca sĩ Bí ẩn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần biểu diễn của 4 ca sĩ bí ẩn còn lại. Họ sẽ cùng nhau trình bày một ca khúc, đó là Thương Mình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Để trái vẫn có lý do để mơ lòng. Ông bị trước thì nói ông có ông không biết chuyện nào vô vậy. Vẫn có một lý do để vui, và giữa những ưu phiền hay bối rối trầm lại ngồi yên lắng nghe. Giữa lạc lõng bốn bề vẫn có một nơi cho ta về. Thương mình nhiều nhé ta ơi, thương mình nhiều nhé ta ơi.
không như là giấc mơ. Thì mỉm cười buông bớt cầu mong nhẹ lời. Hai bạn là bạn yêu nhau. Thương mình, một sáng tác của nhạc sĩ Nhiên An với phần thể hiện của bốn ca sĩ bí ẩn ở vòng 2 ạ. Bây giờ thì xin mời hai đội chơi, chúng ta sẽ chọn loại ca sĩ bí ẩn nào mà mình nghĩ rằng không phải là ca sĩ thật. Xin mời đội chủ nhà. Tại vì hồi nãy có một cái bạn, bạn mà ngồi bạn số 5. Bạn số 5 bạn cứ hát thôi, bạn cứ hát đến khi hết bài là cây bông nó cũng rụng hết lá. Bạn cứ ngồi bạn bước bạn hát hết bài thôi, cảm giác thôi à, là bạn ấy không phải đúng là ca sĩ đó. Đúng, bà số 5 bà giống như là bà muốn giấu mình đi, cái bà ngồi bà không biết làm gì, cái bà không thẳng lưng luôn nha, bà ngồi bà nghe cái bên không, bẻ. Mới đầu tiên là diễn xuất diễn một hồi quên cái chơi hát, luôn ngồi chơi luôn hết cái đó bông luôn. Bình yên nha ta ơi, cái ai hát ai diễn thì bà cứ y vậy xong không. Chị nghĩ ngược nha, không phải là vô hồn đâu, không yêu yêu không yêu hết bà bông nào này. Dạ, đội em quyết định lại bạn số 5. Ây da,
Và sau đây là lựa chọn của đội khách mời. Trời ơi, hai người con trai, trong mắt tôi hai người đều là ca sĩ chứ không phải là ca sĩ. Chị loại là tại vì chị thích hát, nghe ai hát trước nha. Anh áo vàng số 1 chị muốn nghe để một lần nữa coi xác định của chị đúng hay không, em là ca sĩ. Quyết định của đội khách mời đó là chọn loại ca sĩ bí ẩn số 1. Vậy thì xin chúc mừng ca sĩ bí ẩn số 3 và số 6 bước tiếp vào vòng trong. Wow. Và bây giờ sẽ là phần thể hiện giọng hát thật của ca sĩ bí ẩn số 5. Anh những lúc say em hành tự nhiên, nếu ngày xưa anh đến sớm hơn thì sao? Chắc có lẽ ta đang vui với nhau, chắc có lẽ ta đang say với nhau một tình yêu một sân. Đã mấy tháng trôi qua khi ta cách xa, đôi đường đôi ngã giờ ta cũng rất xa lạ. Mỗi đêm em nhớ về anh là vào 11 giờ 11 phút, nhưng chắc anh chẳng nhớ em đâu vì em vẫn mãi là người trong mình 1000 nỗi đau. Và có lẽ trước giờ này anh đang hạnh phúc bên người vì em vẫn chính là người đến sau. Mãi mang trong mình 1000 nỗi đau, mong mình sớm quên em, người anh đã từng yêu thương. Hay quá. Hello. Hát rất là nồng nàn,
gia. Hồi nãy thấy không, chị biết mà ngắt bông hồng. Tôi đó nha, tôi ca sĩ đó, tôi lừa đó, tôi làm bộ đó. Đây là một người rất quen đó nha. Quen, Thiện biết. Quá dạ. Quen luôn. Thiện biết bạn này, Thiện biết bạn này. Hãy lắng nghe cô ấy giới thiệu, lắng nghe cô ấy chia sẻ để chúng ta biết rằng là cô ấy quen ở mức độ như thế nào. Vâng, xin được chào anh Vũ Mạnh Cường và xin chào hai đội chơi ạ. Em tên là Nguyễn Hạnh Nguyên, tên thường gọi của em là Lu Chu và em từng là thành viên của nhóm nhạc Esker. Anh Thiện nhận ra mà. Lúc mà em cởi mặt nạ ra là anh Thiện đã nói ừ mình loại ca sĩ rồi nha em nha. Và giờ thành viên cũ của nhóm Esker. Nói gì để dạch mặt nhau. Thật sự luôn. Có một khoảng thời gian á là Cường có theo dõi nhóm và nhóm đang hoạt động rất là tốt luôn. Nhưng mà lúc đó thì Hạnh Nguyên lại không có tham gia ca hát nữa. À, dạ vâng, thế này ạ. À, có một khoảng thời gian em đang hoạt động rất là sôi nổi nhưng mà em tạm ngưng lại vì lúc đấy thì duyên theo ý trời ạ. À, Nguyên ơi, bây giờ thì Nguyên hãy chia sẻ là tôi đến với chương trình ngày hôm nay với vai trò là gì? Tôi là Hạnh Nguyên, tôi đến đây với chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn với vai trò là... em đang là chủ shop kinh doanh giày dép ạ. Hay à? Hay sặc luôn em ơi. Là hai đứa em đó. Cố em hả? Cố. Hay như là bởi mày thấy cái đội bên đây được sự may mắn. Nếu em nói em bây giờ quay lại làm ca sĩ thì anh vẫn ủng hộ, tại vì cái cách mà em hát á, lúc mà dằn xé và lúc nhẹ lại đó thì là em buông và em nhả, em buông và em nhả hay. Rất là hay và nó làm cho cái bài hát nó có hồn hơn và nó có cảm xúc nhiều hơn. Vâng. Em hát rất là hay. Thật sự cơ duyên đến với ca sĩ Bí Ẩn. Nó là một bước gọi là cho em một cái khẳng định để em có thể trở lại một lần nữa. Đúng. Và em tới đây mang tới một thông điệp. Thông điệp gì nè? Mời em ạ. Để mà nói thì con người mình sẽ trải qua rất nhiều thứ. Nhưng mà ngày hôm nay ngày hôm nay em đứng đây để có thể gửi đến tất cả những người phụ nữ, dù hiện tại bây giờ các bạn chưa lập gia đình hay là đã có lập gia đình, thì mong rằng các bạn đừng bao giờ bỏ ước mơ của mình dù bất kỳ một lý do nào khác. Nguyên đang làm chủ shop nhưng mà thật sự nhiều khi ngồi làm dép chứ còn miệng vẫn cứ hát thôi. Cảm ơn Hạnh Nguyên vì những thông điệp mà Hạnh Nguyên đã mang đến với chương trình. Theo Khoa nghĩ vậy nha, Hạnh Nguyên chia sẻ câu chuyện của Hạnh Nguyên xong thì Khoa muốn gửi tặng bạn một câu là tuổi nào của mình cũng là thanh xuân hết, nên đối với Khoa bạn vẫn còn rất thanh xuân và giọng hát của bạn, cách xử lý âm nhạc, cách nhả chữ của bạn lắm. Làm cả khán phòng này thuyết phục, nên bây giờ bạn quay trở lại hay là bạn bắt đầu thì nó cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi cũng ở đây và xem bạn là đồng nghiệp của chúng tôi. Cảm ơn những chia sẻ của Hạnh Nguyên. Cảm ơn Hạnh Nguyên đã tin tưởng mà chọn ca sĩ Bí Ẩn trở thành điểm tựa niềm tin của mình trong giai đoạn này. Và tất cả chúng tôi sẽ luôn ủng hộ và dõi theo thành công sắp tới của bạn nha. Cảm ơn em. Chúng ta sẽ cùng chào đón phần biểu diễn của ca sĩ Bí Ẩn số 1. Rồi xong, ca sĩ. Người giặt áo bên sông, đời em cánh hoa giữa dòng. Nhìn con nước ngược xuôi, đục trong chỉ thêm ngậm ngùi. Vì chữ hiếu mẹ cha, tự thân em gả cho người. Lòng đau sao mắt em cười, chắc tiếng đời từ nay tốt tươi.
Người giặt áo bên sông, đẹp duyên áo qua bên trong. Hạnh phúc có thật không mà mi ước lem thì hồng. Còn đây áo sơn dài giặt thay anh biết ai nhớ. Tình chưa thấm sao phải mơ, có gã khờ ngồi đây làm thơ. Rộn ràng pháo hoa cô dâu ngọc ngà, đoan trang mặn mà nhưng là làm vợ người ta. Người có còn thương, thương giùm tôi manh áo dài, dầu khép lại duyên đầu một thời yêu dài khờ nhau. Giờ áo người thay, thay màu hoa xứng đôi bên chồng. Tôi nén đau lòng lệ tuôn theo sắc pháo hồng. Người giặt áo hoa ơi, giặt sao trắng tinh bụi đời. Dò thật khéo người ơi, chồng em chẳng buông đăng lời. Rồi phơi áo ngoài hiên, cùng duyên theo gió đi tìm. Tìm trong cõi mơ cơn mộng, chút hương nồng còn vương bờ vai. Rồi phơi áo ngoài hiên, cùng duyên theo gió đi tìm. Tìm trong cõi mơ cơn mộng, chút hương nồng còn vương bờ vai. Bên sông nào chờ nhau, giờ có thấy ai đâu. Áo ai sơn dài mãi như vết thương lòng, bao giờ mở phai. Cảm ơn vũ đoàn Deep Low. Và đó là ca sĩ bí ẩn số 1. Thấy chưa, hồi nãy chị nói em là ca sĩ đó. Nhưng vì hoàn cảnh vì hoàn cảnh chị phải loại em. Nãy chị có xin lỗi trước khi chị loại em. Dạ, em xin chào tất cả các khán giả đón em siêu Dũng Anh Cường. Và tất cả hai đội chơi. Dạ, tôi tên là Hồ Khắc Tùng. Tôi đến với ca sĩ bí ẩn với vai trò là ca sĩ. Rồi. Rồi theo bóng người đi, mình đi khuất xa rồi. Chị ơi, khi nãy chị nói là người này là ca sĩ. Nhưng phải loại vì hoàn cảnh. Chị muốn nghe. Giá như bạn ấy cũng hiểu được hoàn cảnh chị, mà bạn ấy nói là bạn ấy lúc này không phải ca sĩ, sao đây mới ca sĩ thì sao em nở lòng nào với Tùng. Tùng ơi, ngày bé em nhận em làm ca sĩ. Là sao? Là chị đi xa. Hồ Khắc Tùng, tại sao là Tùng lại chọn ca sĩ bí ẩn để tham gia nè? Dạ, vì chương trình rất là hấp dẫn. Em được giao lưu với rất là nhiều anh chị diễn viên cũng như là ca sĩ rất là nổi tiếng. Em rất là thích. Em cũng được thể hiện mình ở trên sân khấu ca sĩ bí ẩn. Đó là một niềm hạnh phúc của em. Cảm ơn Hồ Khắc Tùng đã đến với ca sĩ bí ẩn. Và Tùng đang thấy là tương lai đang rất là tươi sáng, đang rất là son luôn á. Thì mình có cố gắng mình phát huy điều đó để mà có được cái hành trình thật là rực rỡ nha. Dạ, em cảm ơn anh Vũ Mạnh Cường cũng như là hai đội chơi. Xin cảm ơn. Cảm ơn em. Chào bạn, chào Tùng. Dạ. Như vậy là qua hai vòng, đội chủ nhà vẫn bảo toàn được số điểm của mình, đó là 10.000 điểm. Dạ. Đội khách mời, tôi xài sang thôi.
Có nhiều chiến thuật, tuy nhiên năn nỉ có. Dạ. Gây sức ép có. Gây sức ép có, nhưng giận quạo lây nhiều người khác có, nhưng vẫn thất bại. Vẫn mất 2.000 điểm. Như vậy là đội khách mời là 8.000 điểm và đội chủ nhà của chúng ta là 10.000 điểm. Là mình vừa thua 2.000. Nhưng mà mình còn cơ hội nữa, tại vì ca sĩ bí ẩn mà hai đội chơi á, cược khởi điểm từ đầu vẫn chưa lộ diện. Đó, thế nên là mình vẫn còn một cơ hội nữa nha, là đổi hoặc là không đổi ca sĩ bí ẩn số 7. Tuy nhiên là đội nào chiến thắng thì mới có cơ hội đổi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần mini game ạ. Và mini game của chúng ta có tên gọi là gấp cầu bạn nhé. Dạ. Căng à. Thật sự. Dạ. Yeah. Đến với chương trình này thì cái phần này gọi là phần ký ức tuổi thơ. Nói cái phần này là tôi thấy là tuổi thơ ù ạt về thôi. Dạ, yeah. Mà thường là nhắc về ký ức tuổi thơ là tôi không có nhiều. Dạ, yeah, đúng vậy rồi. Mà nhờ hai đồng đội sẽ hỗ trợ chúng tôi. Chúng ta có một cái vợt. Một thành viên còn lại sẽ đứng sau cái vạch vàng này. Yeah. Và sẽ đánh cái cầu này về phía bên kia. Người bên kia có nhiệm vụ cầm cái đôi đũa đó gấp cho được trái cầu. Cái người gấp đó, cái người nghe giống như phim kỹ xảo giờ. Gấp được giống như là gấp rồi. Dạ, em xin phép. Hey, gấp. Đó, không được. Tại sao lại không được? Tại vì quá khó. Đúng rồi. Dạ. Chị thấy dạ, cái này sau 3 phút dục qua còn đỡ, chứ mà đánh là khó. Dạ. Gấp lắm á. Trong 3 phút rồi nào gấp được nhiều cầu hơn thì đội đó sẽ là đội chiến thắng. Bây giờ xin mời hai đội bước vào vị trí của mình ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Dạ, xém được thôi, vẫn nhẹ chưa thôi, được nhẹ ạ. Nhẹ thôi. Dạ. Dạ không được, vẫn chưa được. Ôi, ôi, xém được rồi. À, trời ơi. Lẽ tiếp tiếp luôn vậy ạ. Lẽ nào 3 phút trôi qua không có. À, trôi qua không có. À. Dạ, dạ, dạ. Ê, đó, ôi, ê, ê, nhắm vào đây, nhắm vào đây. Trời ơi. Dạ, rồi, rồi, rồi. Đó, quá. Thôi, dạ. Ê, đừng. Dạ. Không, anh trúng rồi, nhưng mà gấp không được. Dạ. Anh ồ, hai trái rồi. Dạ. Bây giờ tôi nha. Mình tỉnh thiệt. Dạ. Mình tỉnh thiệt. Dạ. Trời ơi. Một trái danh dự cho em được luôn luôn. Cố lên. Cố lên. Dạ, 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 dạ. Cố lên. Cố. Dạ, hết giờ. Dạ, hết giờ rồi. Còn cái gì đâu mà. Các em thấy gừng càng già càng cay không? Dạ. Em thấy nó nhẹ nhàng dễ sợ. Dạ. Không, gấp hay ha. Em gấp được là thấy hay dữ. Dạ. Còn em thấy không? Dạ. Có những sức trẻ đâu phải muốn làm là được, thấy chưa? Đội chủ nhà là đường trái thôi. Dạ, để thể hiện được khả năng khéo léo và trái danh dự. Còn đội khách mời. Đây là tài năng. Đây là tài năng, đúng không? Dạ, ba trái. Như vậy là đội khách mời. Thực lực. Đội khách mời là đội chiến thắng. Đội khách bằng tài năng thực sự của mình đã chiến thắng rất là vang dội. Như vậy là đội khách sẽ có quyền chọn hay là không chọn ca sĩ bí ẩn số 7 để thay đổi cho ca sĩ mà mình đã cược khởi điểm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng thật của ca sĩ bí ẩn số 7. Xin mời. Ủa? Đi số 7 ngồi nói chuyện với mình luôn hả? Thót thô luôn hả? Đứng đợi lâu quá ra lấy ghế. Không, ông là diễn viên hài. Em bắt cái ghế để ngóng trong anh chị bàn. Bàn đi anh chị ơi. Trời ơi, miếng mùng rồi nha. Em bắt cái ghế ngóng trong anh chị về nha. Thì anh chị đây cũng như đang ngồi trên cái ghế ngóng trong em. Dáng rất là đẹp, cao ráo nè. Dạng dĩ nè. Ông này diễn viên hài rồi. Không. Ca vậy. Sĩ. Ủa là hát rồi hả? Chưa. Dạ, giọng thật đó. Họ muốn nói hát hay là làm gì cũng được. Cho mình giọng. Ủa, nãy tôi ngồi tôi đợi tiết mục quá. Ở đâu có đó hả? Nhiều thôi. Không, có nhiều đó. Cái giọng nghe quen quen á. Em có cảm giác như bạn này sẽ là một diễn viên đóng phim, mà phim cho gia đình coi, phim truyền hình đồ. Diễn viên truyền hình đúng không? Em có cảm giác vậy đó. Không, chị cảm, có cảm giác như là ca sĩ. Vậy thì đội chị quyết định là chọn hay không chọn ạ? Từ từ. Em nghĩ là thôi không đổi. Mà em thấy ông này là chắc không phải ca sĩ rồi đó. Không, ca sĩ. Anh cũng linh cảm là ca sĩ. Ca sĩ. Ca sĩ. Đổi không? Đổi. Ca sĩ. Thôi em nghe chị đó. Thì nghe chị đi, có hai đứa không nghe. Nghe hai đứa rồi. Dạ, như vậy là đội khách quyết định chọn ca sĩ bí ẩn số 7. Đúng. Cảm ơn ca sĩ bí ẩn số 7. Ra hát cho hay nha.
Hát không hay đi rồi vô biết tay tôi. Đội khách mời đã chọn ca sĩ bí ẩn số 7 và cược bao nhiêu điểm ạ? Mình tới đây không có gì cả, thì mình đi về có không có cũng không sao. Tất tài, chơi hết, có nhiều chơi hết. Vậy thì bây giờ đội chủ nhà có quyết định là cược thêm cho ca sĩ mà mình đã cược khởi điểm không ạ? Dạ. Đội bên kia đã chơi như vậy rồi thì đội bên này sẽ không thua kém. Đúng vậy, nên tụi em quyết định là All in. Dữ gì ta, 1.000 điểm của mình luôn. Thấy không? Dạ. Một là thắng, hai là thua. Dạ. Vì hồi nãy họ thua cái kia họ đau quá em. Như vậy là đội chủ nhà quyết định cược toàn bộ số điểm còn lại cho ca sĩ mà mình đã cược khởi điểm, đó là 10.000 điểm. Wow. Và bây giờ sẽ là giọng hát thật của ca sĩ bí ẩn số 3. Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ, với mây trời xa chìm theo sóng rượu phân ly, lỡ mê lùa gấm đành quên ước thề. Áo hồng nắng nhẹ xin đừng ngài bước, kết ngàn vì sao đường sáng trả lại em, con đường mình qua giờ hãy quên tên, có thương và đau cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp. Cảm ơn vũ đoàn Diplo.
Và đó là ca sĩ Dương Su Ba. Lời đầu tiên cho em chào anh Cường ạ. Em chào chị Kiều Anh, em chào anh Võ, anh Khoa, chị Khả Như và anh Chí Thiện ạ. Và em chào tất cả quý vị khán giả. Cho Cường chia sẻ chút xíu thông tin về bạn. Là bạn đã từng là ca sĩ. Ừ. Nhưng mà do là bạn có một cái căn bệnh hiếm nên bạn bị mất thị lực hoàn toàn. Và đó là lý do mà tại sao là bạn vũ công nữ dìu bạn đi. Đến với chương trình ca sĩ bí ẩn thì nếu mà nói về chặng đường của em thì chắc nó cũng hơi dài. Nhưng mà cách đây cũng khá là lâu thì em cũng có đi hát ạ. Và với một nghệ danh là Jehu, là hát với dòng nhạc trẻ. Sau đấy 2018 thì em bị mất dần thị lực. Bởi một căn bệnh gọi là đột biến gen. Và sau đấy nữa, phải hơn một năm sau thì em mới vực dậy được từ từ. Và lúc đấy thực ra mình cũng đã trong cái khoảng thời gian đấy mình đã rất là nhiều lần mình suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mà có một người chị cùng nghề, chị ấy đã bảo là em đi hát đi. Thì em mới bảo là chị ơi em không dám đâu, em sợ lắm, em sợ mọi người sẽ nhìn em bằng ánh mắt thương hại nhiều hơn. Người chị đấy đã bảo là em không có trách nhiệm với nghề của mình. Nếu mà em có trách nhiệm thì dù một người muốn em hát, em cũng phải hát. Sau đấy em nghĩ là em cũng có tham gia một vài chương trình và cũng có đi hát. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là cuộc đời chỉ thử thách mình đến đấy thôi. Nhưng mà không, năm vừa rồi thì em lại nhận được thêm báo là ung thư tuyến giáp. Nhưng mà lúc đấy em không có cảm giác buồn và không có cảm giác lo lắng, rồi mình thấy mình đã từng vượt qua được những cái mà nó khó hơn rồi. Nên lúc đấy thì em đi mổ với một cái tâm thế là sao cũng được, không có gì mình phải mất nữa cả. Nhưng mà em sợ nhất là lúc đấy mình lại không thể đi hát được. Đã rất là rất nhiều người đã bị mất giọng nói chứ không phải giọng hát nữa. Nhưng mà em cứ cố vào hôm nay. Đây là chương trình ca sĩ bí ẩn và chương trình đầu tiên mà em quay lại với sân khấu. Và em rất cảm ơn tất cả anh chị đã cùng lắng nghe câu chuyện về em và chia sẻ cảm xúc này với em. Em cảm ơn ạ. Bộ đồ, bộ trang phục ai là người chuẩn bị cho bạn? Thì em gái em và mẹ em sẽ ngồi chắc từng cái tấm hình, rồi mình sẽ gửi qua bên chương trình. Và bên chương trình duyệt bộ nào thì em sẽ đi mua bộ đấy. Nhưng mà em gái của bạn có kể cho bạn nghe là bạn đang mặc bộ đồ như thế nào không? Nói chung là mọi người bảo là ổn thì em có tự tin để em bước lên đây. Đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm, rất đẹp. Bạn hát xong buổi hôm nay thì bạn lại tiếp tục một cuộc hành trình mới, là bạn sẽ đi xạ trị. Và ngày hôm nay thì có mẹ và chị gái của bạn cũng đến. Và chắc có lẽ là rất là muốn được thấy cái hình ảnh của mẹ và chị gái tiến lên sân khấu. Xin mời ạ. Chị ôm em. Tại sao chị lại nói qua cái giảm thị lực của em, nhưng sau cái cách kể em lại quá kiên cường? Là bởi vì bên cạnh em còn một người mẹ, còn một tình thương vô bờ bến của một người mẹ và một người chị nữa. Thì chị nghĩ đó là một cái động lực mạnh nhất để cho em chiến đấu, và em đã chiến thắng. Thì chị tin là sau này có những cái ca phẫu thuật hay những gì em trải qua một cách nhẹ nhàng, không bao giờ làm em gục ngã được. Và chúng ta cũng cầu mong như thế. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình mình, đến với một chàng trai vô cùng mạnh mẽ. Trẻ nữa đó.
cảm ơn em và gia đình đã đến với chương trình nha. Tạm biệt gia đình mình nha. Dạ, rồi. Giữ sức khỏe nha cô. Giữ sức khỏe. Và bây giờ thì em nói là tôi đến với chương trình ca sĩ bí ẩn với vai trò là gì? Em xin giới thiệu lại, em tên là Hoài Nhân và nghề nghiệp của em là kinh doanh ạ. À, kinh doanh. Và em cũng hy vọng là sau chương trình này thì em cũng sẽ quay lại được với nghề. Nếu mà có duyên, có cơ hội, em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em xin cảm ơn anh. Phải quay lại thôi bạn ơi. Chắc chắn. Cảm ơn em. Đi với anh, đi với anh. Và cùng chào đón phần thể hiện của ca sĩ bí ẩn số 6. Ngàn mây trôi em đêm, chiều nay nếu anh đừng hận dỗi, trách nhau một lời thôi, tấm hồn mình đâu lẽ đâu. Bây giờ lạnh chung mình, anh ơi thôi đừng hơn em nữa, nhìn nhau buồn bơi vơi để mùa đông buốt giá bờ bãi mềm. Bây giờ trời xa cho mình thương nhớ nhau. Lạnh trên mình, anh ơi thôi đừng hơn em nữa, nhìn nhau buồn vơi vơi để mùa đông buốt giá bờ bãi mềm. Bây giờ thương nhớ nhau.
Đó là ca sĩ Bí Ẩn số 6, một ca khúc đã rất rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Em đã hát lại một cách đầy tươi mới luôn, nhẹ nhàng mà rất là hay. Tươi ha. Dạ em xin được chào anh MC Vũ Mạnh Cường. Dạ em xin được chào các anh chị nghệ sĩ đến từ hai đội chơi ạ. Dạ và xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Thanh Thúy ạ. Chào Thúy. Thúy ngọt ngào lắm, Thúy tươi trẻ và ngọt ngào lắm. Hát một cái bài nhạc mà Như nghĩ là rất là nhiều ca sĩ chọn để thể hiện cái giọng hát của mình và rất là nhiều cách hát. Bạn chọn cái hát rất là trẻ trung, vô tư của một cô gái yêu đời, rất là nhẹ nhàng luôn, dễ thương lắm. Dạ em xin cảm ơn chị Như ạ. Em nhẹ nhàng bao nhiêu thì người ta nặng nề bấy nhiêu em. Nặng nề đây là nặng tâm tư đó em. Đúng rồi. Tại vì phần chia sẻ của em là em đến đây với vai trò gì á, mà nếu như em không phải là ca sĩ thì em sẽ lấy đi của người ta 10 ngàn. Đúng rồi luôn. Không lẽ em hát vậy cái em thấy em bán sấp thời trang. Không lẽ em là doanh nhân, trời vậy chết chị không được đâu luôn. Dạ vâng ạ, tôi tên là Lê Thị Thanh Thúy và tôi đến đây với vai trò là ca sĩ. Wow. Chán thiệt chứ. Vậy là đúng chết rồi. Trời ơi. Có sao đâu, dù sao chị là đàn chị. Thì thôi chị nói đại ca sĩ cho người ta thắng. Chứ chị là chị đến đây mà chị thắng hai đứa nhỏ cũng đâu có lại gì lớn lao đâu. Không, bình thường chị ơi. Chị không thích thắng như vậy. Dạ, mà đâu. Bây giờ mình thích cũng không được. Tại hai chị em mình lỡ thua rồi. Hai chị em mình lỡ thua rồi. Không, không có lỡ, đâu có thua em. Ủa, mình còn kia mà. Hết dạ, cơ hội còn, còn có, dạ. Vậy còn cơ hội. Nhưng mà vẫn thua. Nhưng mà vẫn thua. Cảm ơn Lê Thị Thanh Thúy đã đến với chương trình ngày hôm nay ha. Và anh không biết rằng là em đã đi hát được bao lâu và hành trình sắp tới của mình sao nè? Dạ, hiện tại em đã đi hát được khoảng 4 năm ạ. Dạ, và hành trình sắp tới của em thì em vẫn sẽ là đi hát và sẽ cho ra mắt những sản phẩm mới. Hy vọng quý khán giả sẽ đón nhận và ủng hộ cho em ạ. Dạ. Cảm ơn em. Thúy đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và với giọng hát này, ngoại hình này và cái cách xử lý bài hát đó rất là tươi mới như vậy thì anh tin rằng là rất rất nhiều quý vị khán giả sẽ yêu mến em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Chúc cho Thúy luôn thành công. Tạm biệt. Vì tương lai của em. Vì tương lai ca sĩ của em, chị sẵn sàng thua, không sao. Trời ơi. Rồi, tạm biệt em nha. Tạm biệt em. Tạm biệt Thúy. Chúng ta sẽ cùng chào đón phần trình diễn của ca sĩ Bí Ẩn số 7. Tim của anh rất đau. Hay quá. Chỉ muốn buông tình ta ở đây. Vì cho đến giờ chẳng có ai biết anh tồn tại. Trời, cái giọng hay quá vậy. Ai vậy? Những lần chào nhau bối rối. Người ở bên cạnh em chẳng nghi ngờ. Vậy là chị đúng rồi phải không? Lòng chị đúng anh rồi. Lại chẳng nhẹ nhàng. Hello em. Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho anh gục ngã đến mức tuyệt vọng. Chỉ là vết thương sâu một chút thôi em à. Ngày mà em tìm đến anh tin em thật lòng và yêu anh bằng những cảm xúc tự nguyện. Làm anh quá yêu nên mù quáng nên yêu lòng. Là ngày chúng ta bắt đầu dù cho bây giờ trái tim em dành hết cho anh và yêu anh rất nhiều, nhưng sau này sẽ ra sao anh không thể cố tiếp tục nữa. Chẳng bao giờ anh trách em, chỉ biết im lặng như thế thôi. Khóc trong lòng không nói ra mới xót xa. Đẹp trai ha. Đẹp trai. Ừ.
sáng nay mình anh trước cửa lại nhớ một người anh rất thương, một người đã làm cuộc sống anh khác đi rất nhiều. Nếu sau này em vẫn thế thì hãy trân trọng người ở bên cạnh và yêu người ấy thật nhiều. Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho anh gục ngã đến mức tuyệt vọng, chỉ là vết thương sâu một chút thôi em à. Ngày mà em tìm đến anh tin em thật lòng và yêu anh bằng những cảm xúc tự nguyện, làm anh quá yêu nên mù quáng nên yêu lòng. Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm, dù cho bây giờ trái tim em dành hết cho anh và yêu anh rất nhiều, nhưng sau này sẽ ra sao anh không thể cố tiếp tục nữa. Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho anh gục ngã đến mức tuyệt vọng, chỉ là vết thương sâu một chút thôi em à. Ngày mà em tìm trái tim em dành hết cho anh và yêu anh rất nhiều, nhưng sau này sẽ ra sao anh không thể cố tiếp tục nữa. Chẳng bao giờ anh trách em, chỉ biết im lặng như thế thôi, khóc trong lòng không nói ra. My so sad. Hay quá. Cảm ơn vũ đoàn Diplo. Và đó là ca sĩ bí ẩn số 7. Yeah. Và đã nói về ca sĩ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe Chí Thiện. Chí Thiện ơi, Thôi, em không dám nhận từ Chí Thiện đâu. Thật ra cái những bạn là em đã gặp rồi và em đã có làm việc rồi thì em biết bạn này là bạn Tino và bạn ấy có khoảng thời gian là hát chung với Hoàng Y Chibi nữa. Dạ đúng rồi ạ. Và có anh có nghe nó một khoảng thời gian là em làm giữ lại ha cho bên giữ lại rồi giữ lại. Ủa ca sĩ bí ẩn số 7. Ca sĩ bí ẩn số 7. Hát như vậy mà nói không phải là ca sĩ là chị ẩn luôn. Chị đã chuẩn bị rồi đó. Em làm xong coi được thì làm. Bây giờ chị phải làm trước, chị không còn thời gian để chọn lựa. Chị đã hết giờ rồi. Dạ. Vậy thì bây giờ em là tôi tên là Tino. Tôi đến với chương trình ca sĩ biển với vai trò là ca sĩ. Ca sĩ. Quý hoàng hả chị ha? Quý. Em rung quá. Chị nghe nói là em có một cái thời gian đi làm tiếp viên hàng không hả? Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ em còn ở làm không? Hay dạ em nghỉ rồi. Tại vì khi mà làm tiếp viên hàng không xong em mới thấy là em thuộc về sân khấu. Cái dáng là chị nhìn chị thấy rồi. Ngồi cái ghế chưa hát là thấy lòi ra ca sĩ rồi. Nhưng mà nãy em đi ra em hèn lắm chị thấy không? Không, đi ra không có hèn. Dạ thật ra thì hai năm rưỡi trước em nghỉ làm ca sĩ. Tại vì em thấy là em chưa phát triển được với lại là chưa đủ chất liệu với dữ liệu để mà xây dựng cá nhân của mình. Cho nên em quyết định là đi làm một công việc khác để gọi là trải nghiệm cuộc sống. Khi em làm ca sĩ lại thì em thấy là mọi thứ điềm đạm hơn, không vội vàng nữa và em chấp nhận cuộc sống của em. Vậy thì đối với em, chương trình ca sĩ bí ẩn nhà đóng vai trò như thế nào nè? Cũng như là một sân khấu để em quay lại với lại nghệ thuật. 4 năm trước em có tham gia rồi. Tại vì hồi xưa em vô một lần cái em bị out luôn, mọi người không nghĩ em là ca sĩ. Rồi bây giờ em quay lại thì mọi người cũng gọi là công nhận em rồi. Dễ thương. Chúc cho em hành trình sắp tới của em sẽ mạnh mẽ hơn. Dạ em cảm ơn. Tại vì em cũng đã
trải qua một khoảng thời gian xa và nhớ và biết rằng là âm nhạc đã trở thành cái niềm tha thiết trong lòng mình rồi mà, đúng không? Chúc cho con đường sắp tới của em sẽ ngày càng rực rỡ hơn nha. Dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn hai đội ạ. Rồi, cảm ơn em. Chào Tino. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn Tino, bye bye. Thưa quý vị, như vậy là qua 3 vòng chơi thì đội khách mời chúng ta có 16.000 điểm. Dữ dội lắm. Dạ. Và đội chủ nhà đó là 20.000 điểm. Trời ơi, người ta tới chơi mà không nhường người ta gì hết trơn. Nào, may mắn thôi, nhưng mà tụi mình vẫn thực lực. Mình gấp được 3 trái cầu là mình nhận. Mình thực lực nhiều, nếu người ta coi qua người ta sẽ thấy tụi mình xui chứ. Dạ, và đến đây thì chương trình Ca sĩ bí ẩn do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 20:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại ông thầy nhảy sinh động lên và mình đừng nhảy quạt quẹo vậy, mình nhảy sinh động lên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2. Đó, phải vậy chứ. Thấy chưa, thấy người ta chưa? Em ơi, bé nữ ơi, bé nữ. Đó, đúng rồi. Đó. Rồi, bên đây là với sự hiền diệu, điềm đạm. Thì em xin phép tri ân cái đội này. Sang luôn 5.000, wow. 5.000 điểm, wow. Nhưng em sẽ có một cái đặc biệt của chương trình. Anh chị xóa màu mè ca sĩ số 7 chính là em đây.